được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng túi xách, ba lô, vali cao cấp Sankos đã đồng hành với Bố là tất cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng rồi, ngày hôm nay là hai anh em mới về đang đám cưới về và chạy thật nhanh đến phim trường để có thể là mình gặp các ông bố. Và hồi nãy là ở trong đám cưới là hai anh em không ăn gì hết. Để bụng để ăn rồi ăn ké món ăn không bố. Hồi nãy em nói là em tính hát tặng cho cô dâu chú rể một bài để em tặng luôn cho các bố và các bé luôn đi. Dữ vậy. Em tính hát một bài đó. Bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi. Bố là tất cả. Cái gì như lúc bố mệt, bố là bố thôi. May quá, để cô dâu chú rể không được nghe bài hát này. Nếu không, đám cưới có thể không diễn ra suôn sẻ rồi Lan à. Rồi anh ơi, bây giờ mỗi tối thứ sáu thì hai anh em mình lại được gặp hai cặp bố con rất là năng động, sẽ rất là dễ thương. Và qua chương trình thì hai bố con sẽ có được cái sự là thấu hiểu nhau hơn. Tới với chương trình thì các bé luôn luôn được nâng niu, được cưng như trứng vậy đó. Từ bữa giờ rất là nhiều email gửi về chương trình bảo là rất là thích chương trình, bởi vì giống như là nói hộ lòng của các chị em, các mẹ bỉm sữa tới đây thử thách. Và chương trình yêu cầu là sau này hãy cho những cái gì đó khó hơn, thử thách các bố nhiều hơn nữa. Mà cô Phương Lan cũng dễ thương, khán giả khen em quá trời, cơn mưa lời khen cho em, cho nên anh cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện. Thôi khen nè, được đúng chung một đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp. Thật sự em cũng ngại bởi vì cũng có nhiều mail gửi lời là khen anh. Hai anh em tự khen nhau hơi nhiều rồi đó. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp với hai cặp bố con rất là dễ thương và đáng yêu. Cặp đầu tiên đó là bố Nguyễn Ngọc Nhật và con Nguyễn Mai An. Xin mời. Mình có thể mình gọi đây là tiểu công chúa được không? Dễ thương giống quá. Giống cục kẹo mà coi như là bảy sắc cầu vòng mà các bé rất là thích. Cắn. Mình đỡ lại làm, xíu nè. Đừng làm cái bố sợ nè. Rồi bây giờ làm... À, trời bé. Nắm vô, nắm tay bố. Vô thấy. Không sao hết. Bố phải xa đây. Con rất là xinh nha. Rồi, Mai Anh ơi. Hôm nay là Mai Anh rất là dễ thương luôn. Và bây giờ xin mời bố và bé hãy giới thiệu về mình cho quý vị khán giả biết. Mời đi nè. Nhật nè. Xin chào trường quay, xin chào hai MC Hồng Phúc và Phương Lan. Dạ. Mình là Nguyễn Ngọc Nhật, mình là ba của bé Nguyễn Mai Anh. Dạ. Thì hiện tại mình đang làm công ty riêng về phân phối vỏ xe ô tô. Wow. Rất có duyên hôm nay mình có thể tham dự được cái chương trình này để lưu lại một cái kỷ niệm giữa hai bố con. Dạ. Đúng cái dịp này cũng là rất là ý nghĩa. Mai Anh ơi, Mai Anh à, con đi với chơi với bố con thấy vui không nè? Dạ vui. Mai Anh hôm nay mấy tuổi rồi nè? Dạ hôm nay con 5 tuổi. Năm tuổi là mình tuổi con gì nè, biết không? Con tuổi con khỉ. Wow. Con có thích chương trình không nè? Dạ có. Rồi. Con thích bố Nhật không nè? Dạ có. Con thích chú Phúc không nè? Con thích cô Lan không nè? Trời ơi, cái né này thấy ghét quá. Thấy ghét, tại vì hai đứa mình đẹp. Mé mắc cỡ. Không, thực sự là bé không muốn nói dối đó anh. Nói dối là không có đẹp hả? Rồi, con có thích lên đẹp không có gì đâu. Thôi đừng có lùi, từ đừng có lùi. Cô chú dễ thương lắm. Rồi, cô Lan hỏi tí xíu nữa nha. Cái váy hôm nay Mai Anh mặc á, là bố mua hay là mẹ mua cho con? Mấy gì mua cho con. Ôi rất ơi, có một cái váy đi tham gia chương trình Bố là tất cả mà mấy gì mua luôn. Trời quá trời được cưng rồi. Rồi bây giờ chúng ta hãy mời cặp bố con tiếp theo tới đây để mà giao lưu chương trình nha. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp bố con thứ hai, đó là bố Lê Mạnh Dũng và con Lê Đình Nguyên. Xin mời. Hai bé ngang ngang nhau dễ thương. Hai bạn nắm tay nhau đi được không nè? Đó. Trời ơi, mắt giác. Ủa? Hồi nãy giờ. Hồi nãy e thẹn được nắm tay. Dù mới kêu nắm tay cái chủ động nắm tay. Là em với anh, hai đứa mình bị gạt rồi. Chỉ có mắc cỡ với mình thôi, như khi gặp bạn trai. Anh à, thực ra là nhiều khi á, bạn trai bé nó dễ thương. Còn hai đứa mình là kiểu bé nhìn là Bố Mạnh Dũng với lại con Đình Nguyên, mình hãy gửi một cái lời chào và giới thiệu về bản thân cho quý vị khán giả biết đi nè. Tên là Đình Nguyên, hôm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1. Dạ mời bố giới thiệu. Rồi mời bố Dũng nè. Xin chào quý khán giả và hai MC. Dạ, mình tên là Lê Mạnh Dũng, năm nay 33 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang công tác tại công ty Thẩm Định Giá. Cho em hỏi
hỏi là ở nhà của mình là mình có mấy cháu anh hả? À, hiện tại nhà Dũng là có một cháu. À là cậu cả đúng không ạ? À? Cậu cả cái gì gia đình khá giả? Cậu cả là đại thiếu gia rồi đó đó. Dự, cậu cả thì có cô Chiêu, còn cô Chiêu. Bây giờ còn chần chờ gì nữa? Mình phải mời hai cặp bố con, mình phải bước vào vòng đầu tiên liền để em muốn hỏi thăm các anh cũng như là các bé xem là chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của các anh và các bé như thế nào. Rồi bây giờ xin mời bố Nhật, bố Dũng và hai bé Đình Nguyên và bé Mỹ Anh sẽ cùng bước vào vòng đầu tiên được mang tên Tình yêu của bố. Quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Mỗi lần tới cái vòng 1 này thực sự là tụi em rất là thích. Tại vì đây là cái vòng mà tụi em có thể hỏi các bố, mà có thể chia sẻ cuộc sống của chúng ta với lại các bé, xem là ở nhà thời gian không biết là của hai bố thì bố hay là mẹ sẽ gần với lại các bé nhiều hơn. Bây giờ đầu tiên em sẽ hỏi bố Mạnh Dũng trước đi ạ. Không biết ở nhà thì anh với lại mẹ thì ai sẽ là người dành thời gian cho bé nhiều hơn? Hiện tại thì do cái nhất công việc, thành ra là Dũng cũng phải đi công tác thường. Mình hay đi công tác. Bé cũng ở nhà với mẹ nhiều hơn. Dạ. Mà cuối tuần thì cũng dành thời gian cho bé, và hai ba con cũng hay chơi những cái trò chơi nhỏ trong nhà. Ví dụ như là chơi bắn súng. Để con kể cái này như vô rồi. Vô của ảnh rồi. Bây giờ mời Đình Nguyên nè. Ở nhà hai bố con mình hay chơi. Ở nhà con chơi là bắn súng. Bắn súng à? Chốt tìm. Chốt tìm. Giữa mẹ và bố đi. Thì con thích chơi đùa với ai nhiều hơn? Hai. Cả hai. Cả hai luôn hả? Rồi. Vậy thì bây giờ tới bé Mai Anh nè. Mai Anh ơi, không biết là ở nhà thì bố với lại mẹ thì con sẽ thường vui đùa với lại ai nhiều hơn? Dạ, con thích chơi với ba. Tại sao con không chơi với mẹ mà con thích chơi với ba? Dạ, tại vì ba con ở thành phố. Mẹ con ở Cần, mẹ với con ở Cần Thơ. Cần Thơ. Khoảng cách địa lý xa. Ba đi làm kiếm tiền nên thích chơi với ba để gần ba hơn. Vậy là tính ra là bố Nhật là mình hay đi công tác ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Cái giai đoạn trước dịch. Dạ. Mình ở chung với bé. Dạ. Sau đó mình lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công tác xong rồi thì cái giai đoạn mà giữa cái thời đại giãn cách của thành phố đó. Dạ. Thì hai cha con dùng FaceTime hay các công cụ như mạng xã hội để mà liên lạc với nhau. Dạ. Thì dành thời gian để đóng kịch và có thể là tưởng tượng ra tất cả các cái vũ trụ này để mình vui đùa với nhau. Dạ. Và cái trí tưởng tượng đó. Nói chung là công việc mình cũng khá là bận vậy thì thời gian tính là bé ở nhà với mẹ nhiều hơn đúng không ạ? Thì những lúc mà lâu lâu khi mà để có thể nói chuyện với con qua mạng xã hội thì lúc đó là cảm giác bé sẽ như thế nào? Bé có phấn khích không anh? Lúc đó thì thực ra liên tục trong 6 tháng liền thì gần như chưa có ngày nào mình ngưng cái việc trao đổi qua mạng xã hội với bé. Dạ, nói chung là luôn luôn mình cũng hiểu được cái tính cách của bé. Dạ. Và sự phát triển của bé mặc dù mình quan sát từ xa. Mình cũng hiểu được cái cảm xúc của bé nữa. Dạ. Mình qua những câu chuyện mà mình đóng kịch với nhau, mình đi du hành ở mặt trăng, vũ trụ, các hành tinh khác hay là trên trái đất này thì mình biết được cảm xúc của bé đang như thế nào. Qua đó thì mình cũng vun vén thêm. Dạ. Cho nên mình không có để cái tình cảm với cha con bị khoảng cách bởi vì địa lý. Xin được hỏi anh Nhật là bé Mai Anh là bé đầu tiên của anh đúng không ạ? Bé đầu tiên. Dạ, như vậy anh xa bé mà khoảng thời gian là 6 tháng, anh ở trên thành phố Hồ Chí Minh, bé ở Cần Thơ với mẹ. Có bao giờ bé Mai Anh khóc và nhớ ba Nhật không? Có những lần anh về dưới thăm, xong rồi anh đi. Thì trước đó anh đều có chia sẻ với bé trước, nói là ba sẽ về mấy ngày. Rồi ngày đó ba sẽ đi. Thì mấy anh lúc đầu mấy anh sẽ khóc thúc thích. Sau đó mấy anh hiểu được cái vấn đề. Thì bé mẹ anh nói là ba cứ đi con không có khóc nữa đâu. Tới cái câu hỏi này là câu hỏi mà thường em rất là hay hỏi các ông bố khi mà đến với chương trình. Em muốn hỏi là cái khoảnh khắc khi mà mẹ của bé sanh bé ra, lúc đó là cái cảm xúc của hai ông bố mình như thế nào? Em hỏi bố Dũng trước đi ạ. Thì
cái lần đó không, cái cảm xúc này lúc mà gần đó mình cũng ngồi lại mình cũng nói chuyện với vợ mình đó, là cái lúc mà em sanh ở nhà mình gọi là khoai. Dạ khoai, à bé khoai tên ở nhà. Thì gần như là cái cảm xúc mình, tại vì thật sự lúc đó là đợi phòng chờ, người ta không cho lên cái chỗ mà sanh. Dạ, sanh ở bệnh viện Từ Dũ. Thì lúc đó là tới lúc bác sĩ nói là lên thăm được, người nhà lên được rồi đó. Thì lúc mình đi lên á thì mình ngồi ngoài phòng chờ cũng lâu lắm, mình cũng không biết là khi nào sanh, mà mình cũng bồi không hồi, biết rồi không biết khi nào mà quá. Xong á thấy cũng lâu rồi, là gần như trôi qua một cả đêm rồi đó. Thì mình cũng thức, ngồi đó thức luôn. Có xong... ngủ quên không? Có ngủ quên khúc nào không? Em thấy là có một số bốn. Thế đây chia sẻ là gần ngủ quên tới lúc sanh rồi là bắt đầu ngủ bốn mới tỉnh đó. Không, cái khúc này thì không ngủ quên được. Xong cái đúng lúc là cái bác sĩ đẩy ra thì mới đọc người nhà đó, mình cũng nghe nó thoáng à, thì mình mới, lúc đó mình đang ngồi thấp vậy nè, thì bác sĩ đẩy ra nằm vô đó, thì mình thấy cái đôi vớ thì tại bữa lúc mà đi sanh đó thì là mình nhớ mình mang cái đôi vớ màu nâu nâu đó cho vợ, thành ra lúc mà đẩy ra vừa thấy đôi vớ, mà lúc đó mình, tại mình nhìn thấy đôi vớ đầu tiên á, cảm giác lúc đó mình cũng nghẹn luôn, mình cũng không nói được gì luôn. Có cái đầu rưng rưng nước mắt không? Rưng rưng luôn anh. Rưng rưng thì chưa, nhưng mà cảm giác nghẹn lắm, tại vì mình cũng chỉ nhìn thấy đôi chân, mình cũng không biết là giờ vợ mình sanh xong rồi như thế nào rồi, rồi con mình nó ra nó như thế nào nữa. Cái là mình đứng bật dậy, giống như một cái phản xạ tự nhiên vậy, chạy lại, chạy lại thì thấy vợ mình cũng vẫn khỏe không, con thì nó nằm trên người vợ đó, cảm giác mình nói trời trời, lúc đó là cảm giác cả thế giới này là thu nhỏ bằng hai má con luôn á. Xong cái phụ cũng y tá đưa vô phòng cho chăm sóc á, rồi xong đứa cũng chưa cho vô liền nữa rồi, rồi tí chiều mới được vào với bé. Thấy anh cái lúc anh kể đúng thiệt luôn, giống như là cái kỷ niệm nó ùa về đúng không anh? Rồi bây giờ là anh tới bố Nhật nè. Không biết là cảm giác bố Nhật như thế nào khi mà lần đầu tiên là bé Mai Anh, ra đời. Cái hôm đó thì ở bệnh viện Hùng Vương thì bắt đầu cho người thân đầu tiên vào. Thì anh là người nhận, nghĩa là được bé được đẩy ra. Và anh nhìn bé anh nói đây là con mình. Bắt đầu anh không biết làm gì với Mai Anh hết. Là mình hơi bối rối đúng không? Có nghĩa là trước đó mình chưa có tìm hiểu thông tin để làm sao để chăm sóc hay là một cái kinh nghiệm nào hết. Thì bắt đầu mình hai đứa con nhìn nhau thì cảm giác đây là con mình, xong rồi mình nói bây giờ làm gì ta đúng không? Bây giờ đó là bị đứng hình luôn á, tại vì cảm giác nó rất là thiêng liêng với mình. Và bé khóc á thì mình đi hỏi bác sĩ ngay, y tá đó, là ủa bây giờ là cho ăn hay là sao? Làm cái gì vậy đó? Mình không có biết làm gì hết. Rồi sau đó bắt đầu khoảnh khắc là mẹ bé được đẩy ra và mình ẵm bé để mà đặt vào cho nằm gần mẹ. Thì cái giây phút đó coi như là mình thở phào, cái là hai mẹ con rất là được an toàn và mẹ con vuông. Em thấy hai ông bố cũng khá bối rối với trường hợp này đúng không? Đúng em rồi. Tiến lên em hỏi tiếp theo luôn nè. Vậy thì lần đầu tiên khi mà hai bố nếu như tắm cho bé lúc đó như thế nào? Lúc đó là cảm giác như thế nào? Tại vì sợ, có nhiều ông bố thấy trường hợp là không dám đụng, tại nhỏ vì quá. Nhỏ quá mình sợ là sẽ làm tổn thương bé. Là thì bây giờ sẵn đây luôn, hỏi bố Nhật luôn, bố Nhật chia sẻ luôn. Rồi anh chia sẻ luôn ngay cái khoảnh khắc đó. Thì hình như là 2 ngày đầu thì mình đứng quan sát những cô y tá tắm. Sau đó thì từ cái giây phút đó trở đi là mình là người điều nấu nước, chuẩn bị hết mọi thứ công tác chuẩn bị. Sau đó rồi ẵm bé ra buổi sáng á. Thì mình là người ẵm Mai Anh trên tay. Thì lúc đó Mai Anh rất là nhỏ, khoảng 45-46 cm thôi. Thì mình bắt đầu gọi đầu. Thì từ lúc đó biết tới cái lúc mà cái rốn rụng. Mình ẵm vô nó trời rụng rốn rụng á. Tại vì ẵm tắm xong là hay vệ sinh cả tay xong rồi rốn á, cho nó khô lại để không bị nhiễm trùng á. Thì tới khoảnh khắc mà nó rốn rớt ra mình vẫn là cái cảm giác ủa giờ mình làm gì đây ta nữa phải không? Thì vì mẹ bé hay là những người thân thì cũng thấy bé nhỏ quá cũng ngại mình nói là thôi để mình làm luôn, mình học mình nhìn quan sát cái cô y tá tắm rồi. Và cái khoảnh khắc mà lúc mà tắm cho bệnh viện thì mình nghe tiếng la thôi là mình biết con mình nghe đẩy một cái xe ra rất nhiều bé nằm trên đó. Nghe tiếng thét là mình nói rồi Mai Anh đó ra đúng xe đó luôn. Là mình đã có kinh nghiệm đúng không ạ? Bây giờ tới bố Dũng nè, không biết lần đầu tắm cho Đình Nguyên như thế nào ạ? Thì Dũng cũng may là cũng có
bà nội với bà ngoại. Thành ra là khi mà về á thì giai đoạn đầu là bà nội và bà ngoại tắm cho bé đó, thì sau thời gian thì Dũng cũng coi cái cách mấy bà làm như thế nào, đỡ cái đầu lên cao khỏi không pha nước xong đỡ cái đầu cao lên đầu tắm thì đó, thì mình cũng học bắt chước theo được. Thật sự là ngày xưa lúc mà con mấy gì rồi nó còn nhỏ nhỏ thì Dũng cũng qua Dũng vẫn thấy Dũng vẫn bắt chước Dũng làm được. Ra là em bé nhỏ Dũng mới sợ. Mọi người cảm giác là dù như lâu lâu mọi người thấy em bé nhỏ mọi người cầm mọi người cảm giác sợ bị lọt tay hay là cái đó hơn. Thật sự là do mình ẵm em nhiều á nên mình thích ẵm em bé lắm, nên thành ra là mấy đứa bé nhỏ nhỏ mình cầm vô cái thế của học mấy bà đó, cầm đúng cái thế là cũng tắm cho bé được. Nhưng mà được may mắn là có ông bà, thành ra là ông bà ngoại bà nội cũng hỗ trợ cho cái giai đoạn tắm ban đầu lúc mới về á. Có điều Phúc hỏi anh Dũng với anh Nhật rằng là không biết anh Dũng với Nhật có đặt tên cho bé trước khi sinh không, tại vì em chưa kịp đặt tên cho nên là vẫn lấy tên mẹ là Đỗ Quỳnh Phượng. Không biết là hai anh có, tại vì lúc mà ra ngoài phòng sinh đó thì bác sĩ gọi Đỗ Quỳnh Phượng, Đỗ Quỳnh Phượng, cái mình ngồi mình đứng con em vợ dễ thôi, lúc đó mình sực tính thì mình chưa đặt tên, mà không biết là anh Nhật anh Dũng thì sao ạ? Thì cái tên của chỗ bé Nguyên á, Đình Nguyên á, thì là lúc đó là cũng ông nội cũng ngồi nói chuyện với ông nội. Thì chọn qua chọn lại thì ông nội nói cái chữ Nguyên thì là nó nguyên vẹn, nó cũng từ trạng nguyên cũng có chữ Nguyên đó. Là ông nội cũng nói với cái gia đình thì dòng họ là Lê Đình đó, thành ra là ghép đặt cho bé là Lê Đình Nguyên đó, là cái tên là được chọn trước khi mà bé đi sanh. Thành ra lúc mà đăng lên cái bảng là có tên con luôn, có rồi tên, đúng rồi. Anh Nhật thì sao ạ? Trường hợp anh thì cũng đã đặt tên cho bé là Nguyễn Mai Anh rồi. Mà lúc đó thì quen gọi là cua luôn rồi. Bé cua. Thì Mai Anh thì lúc đó hai vợ chồng chọn là tính là đưa có cả họ ba và họ mẹ vào là Nguyễn Trần Mai Anh. Mà sau đó thì coi cái điểm gọi là chấm điểm trên mạng xã hội đó thì mình thấy cái điểm Nguyễn Trần Mai Anh nó rất khá là cao điểm. Còn Nguyễn Mai Anh thì là 6 điểm. Cuối cùng ba mẹ nói cho ba mẹ chỉ muốn con là một người rất là bình thường như bao người thôi. Thì mình chọn cái chữ Nguyễn Mai Anh cho nó có sự tinh khiết. Thì mình đã chọn cái tên đó. Tính ra cái trường hợp đó mà như nãy nói hình như chỉ có gia đình anh thôi đó. Đúng rồi, chưa kịp đặt. Hiếm lắm. Thì cứ nghĩ là sau khi xong rồi mình về mình đặt tên sau rồi kia, mình chưa có nghĩ ra cái tên. Mà mấy ảnh thì rất là khẩn trương mà đặt từ trước rồi, có ông bà giúp đỡ nữa. Bây giờ muốn biết là các bố và các bé có thực sự hiểu nhau và mình chung khớp ý hay không. Bây giờ chúng ta hãy đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với vòng 2 của bố là tất cả được mang tên Tâm ý tương thông. Và bây giờ cặp bố con đầu tiên đó là bố Nhật và bé Mai Anh. Ở vòng này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nếu như mà hai bố con trả lời trùng ý với nhau, chúng ta sẽ có được 1 điểm. Và nếu trả lời được 5 câu hỏi thì sẽ có 5 điểm. Và hy vọng là ở phần này hai bố con hãy ráng hiểu nhau để mà lấy được cái số điểm cao nhất của chương trình nha. Bây giờ mời anh về với bố và em, với bé Mai Anh. Rồi. Mai Anh ơi, câu hỏi con xíu nè. Thường á, hồi nãy con nói là ở nhà là hai bố con là hay đóng kịch với nhau đúng không? Vậy thì thường là mình sẽ đóng những nhân vật như thế nào? Cái đó là nó ở trong phim coi rồi đóng ra, nhưng mà có mấy cái tập mà tự nghĩ ra mà diễn. Cho trong phim đóng với nhau và có mấy tập tự nghĩ ra mà diễn. Rồi tiếp nè, thường là mình đóng những nhân vật như tên gì? Tên đầu tiên là Mufasa. Mufasa. Hai là Nala. Nala. Rồi. Nala. Chú Kè, Simba, Gaju, ông khỉ, Simba, Timon, ông khỉ, Linh Cẩu. Các con vật đáng yêu rất là nhiều, nhưng mà em thấy là đa phần hình như là bé với lại bố rất thích những nhân vật có tên bằng chữ A, là Nava, Simba, rồi cái gì đó là Lamba. Cho cô Lan hỏi là có phải là những nhân vật đó trong phim Vua Sư Tử không?
Dạ có. Và hai cha con là cũng rất là hay là đóng kịch chung với nhau, thì em nghĩ là chắc là hiểu nhau nhiều lắm đây. Bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình liền luôn. Mình sẵn sàng chưa nè Mai Anh? Rồi bây giờ ngồi thẳng lưng lên nha. Bây giờ cho Mai Anh chọn nè. Con thích câu hỏi đầu tiên là câu hỏi chữ hay câu hỏi hình? Con chọn đi. Con thích hỏi chữ hay hỏi hình nè? Hỏi chữ hay hỏi hình nè? Hỏi chữ. Hỏi chữ. Rồi con hỏi chữ thì để mời cô Lan. Phương Lan. Rồi câu hỏi đầu tiên, con vật mà bé Mai Anh yêu thích nhất là con gì? Rồi mời. Rồi. Giờ kia ra không được nói nha. Rồi Mai Anh, con nói nhỏ với cô yêu Lan. Yêu thích nhất nha ba Nhật. Nói nha. Nói nhỏ thôi. Hay là con có thể vẽ được con vật đó không? Rồi. Rồi, mời Mai Anh vẽ nè. Rồi, ba Nhật đã có đáp án rồi nha. Đóng đáp án này lại. Con gì mà có râu nè. Có cái gì mép nè, con gì mà có râu nè. Vì là bé Mai Anh chưa viết được, cho nên chương trình bố là tất cả hôm nay đặt cách cho bé Mai Anh vẽ. Và sau đó bé Mai Anh phải giải thích cái hình đó là hình gì nè. Chứ để lỡ khi bố Nhật đưa ra cái bé Anh sẽ nói theo bố Nhật là không được nè. Đó. Em đoán được luôn rồi đó bé vẽ. Em đoán được luôn đúng không? Đó, người ta vẽ rất là đắng nót nha. Cái con vật gì mà cái chân nó cong dữ vậy? Mà tay người ta có 10 cái hoa tai rất là đẹp nè. Trời ơi, có cái gì ở đây nha, hai cái gì mép ở đây nha. Cái gì mép chắc là vẽ con hải mã nè. Con gì mà hay là con mèo nè. Con này là có ở đây. Có đây ở đây luôn. Bây giờ thời gian 5, 4, 4 chuẩn bị dơ 3, nè. 3, 2, 1, dơ bản thân. Của bố Dũng là Unicorn là Nhật. Union là con kỳ lân. Kỳ lân. Mai Anh, con vẽ con gì đây? Con vẽ con mèo. Mèo. Mèo là Mai Anh thích. Rồi, tại sao ở đáp án của bố lại là kỳ lân ạ? Tại vì với Mai Anh thì Mai Anh hay có trí tưởng tượng rất là phong phú. Yeah. Mai Anh nói là có cái con này là con có sừng và có thể bay được. Yeah. Giống như con ngựa và nó có 7 sắc cầu vồng. Hồi nãy thì Mai Anh nói nhỏ với anh thích con mèo. Thích con mèo. Con mèo nó kêu sao con biết không nè Mai Anh? Mèo. Mèo. Ở phần này thì nói chung là hai bố con không có trùng khớp với nhau rồi. Vậy là không có được một điểm rồi. Đúng điểm rồi, mình phải trùng khớp mình mới đúng điểm không nha. Không sao, mình còn 4 câu hỏi lần nha. Rồi, bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Tiếp tục cho Mai Anh chọn, sẽ là câu hỏi về chữ hay là về hình nè. Chọn hình ha. Chọn hình ha. Yeah. Rồi, chọn hình. Cảm ơn con. Trời, bé dễ thương xinh đẹp ghê. Mai Anh ơi, con hãy lắng nghe sự giải thích của ba Nhật. Ở câu hỏi hình này thì anh Nhật sẽ coi cái hình và làm sao giải thích bằng hình động cũng được, lời nói cũng được. Nói chung miêu tả nha, đừng nhắc tới cái từ khóa của đáp án trong đây. Rồi. Yeah. Yeah. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Câu hỏi hình dành cho bố Nhật và bé Mai Anh như sau. Rồi, anh nhìn kỹ chưa? Rồi, xin mời anh giải thích cho bé mà anh đoán nè. Rồi. Đây là cái mà mỗi buổi sáng mình đều dùng nó để mà vệ sinh răng miệng. Bàn chải. Bàn chải của Mai là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Rồi rồi. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là câu hỏi chữ hay hình nữa nè. Anh thích chữ hay hình nè? Con vẫn thích hình. Vẫn thích hình. Có bộ hình có điểm. Có điểm. Rồi vẫn là hỏi hình nha bố Nhật nha. Câu hỏi hình dành cho bố Nhật tiếp theo đó là dễ ha. Rồi, xin mời bố Nhật. Đây là cái con vật mà trong cuốn sách bắt đầu đi cõng các bạn đi chơi đó. Con gì bự bự đó. Bự bự cõng các bạn đi chơi. Xong là té xuống ao cái bạn chấm chấm đi dạo. Con voi. Chính xác luôn. Con voi. Trời ơi, dễ thương quá. Hỏi có bộ là bé thích coi anh nhiều. Yeah, cái này. Yeah. Rồi, con yên tâm đi. Thế câu này cô Lan sẽ cố gắng đọc thật dễ cho con. Bởi vì câu hỏi hình hết rồi. Như vậy là với cái câu hỏi thứ hai đúng nữa thì nãy giờ hai bố con đang có số điểm là 2 điểm. Bây giờ tới câu hỏi chữ nè. Câu này cũng dễ thôi. Rồi. Màu sắc yêu thích của bố là màu gì? Bố thích màu gì? Con nói đi cô Lan ghi cho con. Con nói nhỏ lỗ tai cô Lan, cô Lan ghi giùm cho nè. Nói lỏi, nói nhỏ đi. Màu vàng. Rồi. Rồi cô Lan ghi đúng chính tả nè. Alo. Rồi. Rồi. 5. Rồi, không 4, nha. 3, 3 2, 2 1. Màu. Màu vàng. Đúng rồi. Màu vàng luôn. Tại sao anh Nhật thích màu vàng hả anh Nhật ơi? Mình có giải thích với bé là mình là Nhật
nghe là mặt trời. Thì mặt trời đôi khi nó cũng màu vàng, chứ có khi hoàng hôn xuống thì nó thành đủ màu khác. Thì mình có giải thích bé như vậy. Vậy là nhớ. Con có thích màu vàng không? Dạ con thích. Vậy là ở câu hỏi này với đáp án màu vàng, hai bố con đã có thêm được một điểm nữa. Nhưng mà ngoài màu vàng ra thì con còn thích màu gì nữa không nè? Dạ con còn thích màu hồng. Con gái màu hồng là đúng rồi. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, môn thể thao yêu thích của bé là môn gì? Xin mời. Câu này chắc là hơi hơi khó tí xíu đó. 5 4 3 2 1. Giơ bảng. Trời ơi. Vì sao bé Ma lại thích bóng rổ anh Nhật? Bé gần đây bé có những cái trái bóng rổ để chơi. Và có một cái môn mà giống như phi tiêu vậy đó, nhưng mà thay vì những cái phi tiêu phóng vào tường á thì là những cái trái bóng rổ. Chọi vào tường. Chọi vào tường. Wow, mình con gái mà thích bóng rổ. Không, cô Lan thấy đúng, chơi bóng rổ cao giúp mình cao hơn. Ngoài đó ở nhà là hay chơi với bố hả? Có chơi chung với mẹ không? Dạ có. Mỗi lần con chơi bóng rổ thì con hay chơi với bố Nhật hay chơi với mẹ Thảo nè. Chơi với ai nè? Dạ con chơi với hai người. Chơi với hai người luôn. Rồi và với đáp án này đã giúp hai bố con có thêm được một điểm nữa. Là con biết từ nãy giờ trong 5 câu hỏi con được bao nhiêu điểm không? Mình tính được không? Dạ 4. Giỏi quá. Đúng rồi. Và phần chơi vừa rồi đã giúp cho bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh có số điểm là 4 điểm. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với cặp bố con Mạnh Dũng và Đình Nguyên. Bây giờ thì bố Mạnh Dũng và bé Đình Nguyên đã sẵn sàng để đến với phần thi tâm ý tương thông của mình rồi. Rồi bây giờ giống như hồi nãy của bạn Man luôn, thì Đình Nguyên muốn chọn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ trước? Hình. Rồi, hình thì để chú Phúc nè. Câu hỏi đầu tiên dành cho bố Mạnh Dũng và bé Đình Nguyên sẽ là câu hỏi hình. Và bố Dũng thân mến, bố Dũng sau khi coi hình xong, bố Dũng sẽ miêu tả bằng hành động, bằng lời nói, bằng cái gì cũng được, nhưng không được nhắc cái từ khóa của đáp án chương trình đưa ra. Câu hỏi hình số 1 dành cho bố Dũng như sau. Rất là dễ ha. Rồi xin mời bố Dũng diễn tả cho. Rồi, nhìn bố nè. Bố giới thiệu nè. Đây là một cái đồ vật trong nhà của mình. Để biết mấy giờ? Đồng hồ là bán chính xác. Hay quá. Vâng, và ở câu hỏi đầu tiên nè, hai bố con có sự trùng khớp và đã có thêm được một điểm. Giờ hình hay chữ nè? Chữ đi. Nói hình là buồn liền đó. Món ăn mẹ nấu mà bé thích nhất là món gì? Rồi mời bố ghi ra nè, bố ghi ra nè. Con nói nhỏ vô tay con, mẹ nấu thích ăn gì? Món ăn mẹ nấu mà bé thích nhất. Anh cứ ghi đi, anh đừng có nhìn gì bên đó hết á. Rồi. Bữa nào cho cô Lan ăn ké được không? Bố Dũng là có đáp án chưa ạ? Có đáp án rồi. Bây giờ đến 1, 2, 3 là bé sẽ trả lời và bố Dũng đưa bảng lên luôn. Rồi. 1, 2, 3. Món gì? Khoai tây chiên. Không có khoai tây chiên, chỉ có mì tôm mà thôi. Cho hỏi. Ai là người nấu khoai tây chiên cho con ăn mà không phải là mẹ con? Hồi nãy bé nói mẹ nấu khoai tây chiên ngon lắm. Không phải, mẹ chỉ nấu mì tôm thôi, còn ai nấu khoai tây chiên? Cho tôi hỏi, alo. Nè, Đình Nguyên. Đừng có tôi đi vắng ở nhà, ai nấu khoai tây chiên? Alo. Ai ở nhà ai nấu khoai tây chiên cho con? Ở trên nhà mẹ. Mẹ nấu. Mẹ nấu khoai tây chiên. Rồi bây giờ chốt lại thử nè. Chốt lại là khoai tây chiên hay là mì tôm nè? Dạ cả hai. Chiên khoai xong bỏ vô mì tôm hả? Còn anh Dũng ơi, cái mì tôm này là ai nấu và anh nấu cho ai ăn ạ? Dạ không thì... phải là bé nhà mình ăn anh ơi. Dạ, bé nhà mình ăn khoai tây chiên, bé nhà nào anh? Không. Dạ. Thực sự là trong mấy món là trong cái khoai tây chiên là đi đâu khoai cũng kêu đó chứ á. Đi ăn mấy bữa dẫn bé đi ăn, hai cha con đi ăn cũng lúc nào chị cũng phải có dĩa khoai tây chiên. Nhưng mà đột xuất á là Dũng nghĩ là tại vì thật sự là lâu rồi không có cho ăn mì tôm, thật sự là bé thích ăn mì tôm. Nhưng mà mình cũng hạn chế cho ăn nhiều á, nên thành ra là mỗi lần mà được ăn mì tôm là khoai làm sao, khoai làm thèm, khoai làm sao
hay làm sao? Yeah. Không, phải làm cái miệng sao nè, hay làm thèm hay làm sao? Chạy nước miếng luôn á. Phải chạy nước miếng rồi. Tiếp tục là câu hỏi hình hay chữ nè. Dạ hình. Rồi, dạ bây giờ hình dành cho Đình Nguyên sẽ là. Suy nghĩ kỹ nha bố nhà. Đây là một con vật thích ăn cà rốt. Con thỏ. Và đó là đáp án. Tặng đây con thỏ chứ đừng con. Trời ơi, thông minh quá. Và hai bố con có thêm một điểm nữa là được hai điểm rồi. Giờ tới câu hỏi chữ nè. Bài hát yêu thích nhất của bé là bài gì? Mời bố Dũng nói đi ra. Nói nhỏ vô. Bài hát yêu thích nhất. Bây giờ là cô Lan là đếm 1, 2, 3 là bắt đầu con đọc đáp án rồi. Bố và đã sẽ lật bảng lên nha. 2, 3. Cò bé bé nó đầu cành. Hát luôn hả? Ông hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Mẹ em chung chim, mẹ có yêu không nào. Trời ơi hay quá. Ca sĩ hát đúng tông nhịp, trường độ, cao độ rồi vô lời giờ rõ ràng. Rồi bây giờ câu xuất này sắc. Là chính xác rồi, mình làm gì nè? 2, 3. Yeah. Rồi. Sẵn đây luôn là tiếp nói theo luôn nè. Câu này em nghĩ là chắc là đúng tâm tư của bé Đình Nguyên luôn. Câu hỏi này, theo bố bé thích có em trai hơn hay là em gái hơn? Bé thích em trai hơn hay em gái hơn hả bố Dũng? Em. Vì nãy giờ đưa về bố không à. Đó, bây giờ bé nha. Rồi bây giờ 1, 2, 3 là con sẽ nói nha. 1, 2, 3. Em trai. Em trai. Bố đã ghi là em gái. Rồi, tại sao không thích em gái? Em gái xấu quá. Trời ơi, em gái dễ thương. Và với phần chơi vừa rồi thì bố Dũng và bé Đình Nguyên đã có được số điểm là 3 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Bữa ăn yêu thương. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với vòng 3 của Bố là Tất Cả được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này thì ở trong chiếc hộp này sẽ có một số cái món ăn mà các bé yêu thích và cũng trong cái khả năng của hai bố luôn. Thì bây giờ hai bé sẽ là quánh tu xì. Ai thắng thì chúng ta sẽ được bốc thăm ở trong đây ra một cái món ăn. Nhớ nha, cái kéo nè. Lẹ quá vậy. Cái búa nè. Cái bao nè. Đúng rồi. Chứ chơi mà đừng có chơi cái giếng nha mọi người. Không có cái giếng nha mọi người. 3, 2, 1. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ mình thắng rồi. Bây giờ mình bóc hay là mình nhường cho bạn nè? Nhường cho bạn ơi. Ôi ơi. Ga lăng quá à. Nhường cho bạn rồi. Bây giờ nè, mình cầm cho bạn bóc luôn nè. Dễ thương quá. Rồi xong chưa? Rồi đưa đây cho cô Lan nè. Cô Lan đóng cái hộp lại. Rồi con đọc đi. Đó là món ăn gì nè? Đọc luôn nè. Đó là món mì ý sốt bò bằm. Bây giờ xin mời hai bố hãy trở về cái vị trí bếp của mình. Đó. Và 30 phút dành cho hai bố. Bắt đầu. Xin mời các bố. Mời. Bây giờ nhiệm vụ của hai con rất là khó khăn. Mình chỉ việc ngồi chễm chệ ở đây thôi. Hai bố sẽ nấu ăn, xong rồi hai bố bưng ra. Hai đứa con sẽ ăn, sau đó rồi mình chấm điểm xem là món nào ngon hơn. Thì sướng không? Sướng không? Thì khoái không? Khoái. Nhưng mà con nghĩ nè nha. Hai anh ơi, con nghĩ là bố Nhật nấu ngon hay là bố Dũng nấu ngon? Ba Dũng. Đang hỏi bên này chưa hỏi bên đó, ta hỏi bên đây thì để người ta trả lời. Ma nơi con nghĩ là ba Nhật nấu ngon hay ba Dũng nấu ngon nè? Con nghĩ ba Nhật nấu ngon. Bây giờ tới anh đó, Đình Nguyên, anh nghĩ ba nào nấu ngon nè? Ba Dũng. Rồi bây giờ muốn biết là bố nào nấu ngon. Và phần nấu món mì ý sốt bò bằm của bố Nhật và bố Dũng sẽ được phép bắt đầu.
Như vậy là bé Đình Nguyên và Mai Anh đã sẵn sàng ngồi đây chỗ với chú Phúc và cô Lan để cùng chấm điểm xem là bố Dũng nấu ngon hay là bố Nhật nấu ngon món mì Ý sốt bò bằm. Rồi ở cái phần này á, thì hai con sẽ lần lượt thưởng thức hai cái dĩa mì Ý sốt bò bằm này. Tụi con ăn tụi con cảm nhận là bên nào ngon hơn thì chúng ta sẽ cho 2 điểm, đồng nghĩa với cái bên mà không ngon bằng sẽ là 1 điểm. Tụi con nhớ chưa? Rồi bây giờ mình thưởng thức liền luôn nha. Bây giờ ăn gì rồi, để trước. Chú Phúc lấy giùm con nha. Rồi, con đây nè. Cô Lan cũng sẽ lấy giùm con luôn nha. Trời ơi ngon, thơm ngon quá, xuất sắc nè, chọc đều với sốt nè. Ngoáy ngoáy nè. Đây em sẽ dùng cái muỗng này để em múc cái sốt lên. Ngấm đều nè. Rồi cô Lan sẽ đút cho con nha. Mà anh ơi há miệng ra nè. Ôm máy bay rồi. Tới nè, ôm nè, ôm. Ngồi ôi ngon quá. Rồi cô Lan đút cho con thêm một miếng nữa rồi. Nè thấy, thấy ngon ngon ngon. Rồi có đây, cái miếng khăn giấy nè. Cái miếng khăn giấy nè. Cho con chậm đây, chậm rồi, môi rồi, nè. Nè Đình Nguyên, Đình Nguyên nè. Đình Nguyên cầm để chậm chậm môi nè. Rồi tiếp tục nha. Rồi. Sau đó mình sẽ ăn tiếp một muỗng nữa nè. Ôi giỏi quá. Ngon 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 ngon. Coi bộ ngon à. Hai bé ăn rất được. Xuất sắc nha. Rồi bây giờ mời hai con sẽ uống một miếng nước. Rồi đây, con đây cô Lan lao cho nè. Ngon ngon ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình thử qua bên kia nha. Rồi mình thử qua bên kia. Rồi mình đổi cái nĩa luôn nè. Cái nĩa này cái vị này nó khác nè. Rồi xích ra đây cho cô Lan lấy nè. Rồi đây để cô Lan lấy. Đó. Ít nè ít nè. Rồi bên đây thì quá trời mì mà không thấy thịt đâu hết á. Bên kia thì thịt quá trời thịt ha. Rồi để cô Lan chọn cho con nha. Máy bay tới nè, mì ra man ơi ơi. Ôi ôi. Con tự cầm được không? Ngon để quá. Ôi giỏi quá nè. Rồi. Rồi, chậm chậm miệng nè. Đây đây đây, cô Lan đút cho nè. Con cho con dễ ăn nha. Con chỉ việc thưởng thức thôi, còn việc đút là để cô Lan lo. Thấy không? Rồi. Ngon quá ha. Cái nào cũng ngon hết đúng không? Đó. Trời ơi, mấy anh nói cái nào cũng ngon hết. Chết rồi, bây giờ làm sao chấm điểm đây ta? Coi bộ đây là những thực khách khá dễ tính nè. Nữa không? Bây giờ cái giờ này là bắt đầu giờ cao điểm rồi. Cho nên ăn cái gì cũng ngon hết. Mà mì rồi giỏi có quá, bơ rồi luôn. Có bò, có cà chua. Rồi mình ngon mình quá. Nhai nè, mình nhai mình cảm nhận nè. Dĩa bên đây ngon không? Ngon à. Bây giờ giám khảo Mai Anh và giám khảo Đình Nguyên sẽ chấm điểm cho hai ông bố. Rồi. Liệu ông bố nào sẽ giành chiến thắng? Cái đĩa đầu tiên tụi con thấy ngon không? Tụi con cho là bao nhiêu điểm, chúng ta có hai khung điểm. Một là 2 điểm, hai là 1 điểm. Nếu như dĩa này tụi con cho 2 điểm thì đồng nghĩa dĩa này sẽ là 1 điểm. Nếu như dĩa này con cho 1 điểm thì dĩa này sẽ là 2 điểm. Rồi đĩa này là Đình Nguyên cho mấy điểm nè? Dạ 2 điểm. 2 điểm. Rồi Mai Anh con cho đĩa này mấy điểm nè? Dạ con cho đĩa 1 điểm. 1 điểm. Rồi đĩa đó được 3 điểm. Rồi phía bên này Mai Anh cho mấy điểm nè? Dạ nè. Dạ con cho 2 điểm. 2 điểm. Rồi Đình Nguyên. Dạ con cho 1 điểm. Vậy là số điểm đang cân bằng. Bố Dũng và bố Nhật đều được các con là Đình Nguyên và Mai Anh đều chấm điểm ngang nhau. Hai bố đang ngang tài ngang sức. Bây giờ cái điều quan trọng là mình phải dỡ bảng lên. Dỡ bảng lên để biết bên nào là bố Nhật, bên nào là bố Dũng. Bố Dũng. Các con sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa nha? Hồi hộp nha. 1 3 2 1 Tèn tèn. Wow. Sao? Xây lại. Bên này là bố Dũng. Bên này bố Dũng. Bên kia bố Nhật. Vậy là đĩa này là bố của Mai Anh và đĩa bên đó là bố của Đình Nguyên. Là hồi nãy con chấm cho bố con 1 điểm, con chấm đây 2 điểm nữa. Là con chấm cho bố của người ta 2 điểm đó. Xong rồi con á, con cũng chấm cho bố con 1 điểm. Chấm cho điểm. Bố người ta 2 điểm, con chấm bố con 1 điểm luôn đó. Bây giờ xin được công bố số điểm của bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh là được 7 điểm và bố Mạnh Dũng và bé Đình Nguyên được 6 điểm. Như vậy gia đình chiến thắng ngày hôm nay là gia đình của bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh. Xin mời hai bố trở lại sân khấu đi nào. Chúc mừng. Như vậy sau
ngày hôm nay thì cả bố Ngọc Nhật và bố Mạnh Dũng đã quá tuyệt vời. Là hai ông bố yêu con lai láng, yêu vợ tràn trề và là hai ông bố đầy tự hào của Phúc và cô Lan luôn. Trời ơi. Và hy vọng là chương trình hôm nay cũng như sẽ là một cái kỷ niệm của hai anh với lại các bé. Không biết là cảm xúc của hai anh như thế nào à? Thôi bây giờ em hỏi bố Dũng trước đi. Ngày hôm nay anh đến với chương trình trải qua 3 phòng thi rồi nấu ăn cho con thì cảm xúc của anh như thế nào? Đây là một cái cơ hội để cho Dũng và con có một cái gì đó lưu lại khoảnh khắc lúc mà bé còn nhỏ sau này để bé có thể xem lại và hai ba con cũng có thể trao đổi lại cũng như mình hiểu bé hơn. Không biết là bố Nhật như thế nào ạ? Thì cũng như là những ý của anh Dũng đã chia sẻ. Thì đó là một kỷ niệm rất là tuyệt vời. Và hai bố con đã hết mình ngày hôm nay. Đã sống với sự thật và sống với bằng những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để trả lời các câu hỏi. Cũng như là cái trải nghiệm nấu ăn rất là tuyệt vời. Và qua cái câu chuyện anh Nhật ngày hôm nay thì Hồng Phúc với lại Phương Lan hy vọng là những ông bố nào mà có cái hoàn cảnh giống như là bố Nhật hay bố Dũng mà xa gia đình nhưng mà chúng ta vẫn yêu con, chúng ta vẫn dành thời gian cho con, thì các bé, đối với các bé, bố vẫn là tất cả mọi người ơi. Và các bố, những gia đình chúng ta muốn lưu lại những khoảnh khắc với con thì hãy mạnh dạn đăng ký để mà tham gia chương trình Bố Là Tất Cả. Biết đâu chương trình sẽ giúp các bố có thể gắn kết với con của mình nhiều hơn và qua đó cũng lưu lại những kỷ niệm thật là đáng nhớ với lại đứa con của mình. Và hôm nay cô Lan có hai cái chú khủng long rất là dễ thương nè. Và đây cũng là phần quà mà chương trình tặng cho hai con. Tặng cho con nè. Rồi, tặng cho Mai Anh nữa nè đó. Chưa đâu nha, chú Phúc còn có hai cái voucher. Mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng từ nhãn hàng Vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacoach tặng cho hai con luôn nè. Đó, tặng cho con. Sắp tới là mình có video đi học luôn rồi. Và ngày hôm nay thưa quý vị, người đoạt giải nhất của Bố Là Tất Cả đó là thuộc về gia đình bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh. Xin được chúc mừng 5 triệu đồng này thuộc về bố Nhật. Chúc mừng bố. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, túi sách và ly cao cấp Sacoach đã đồng hành với Bố Là Tất Cả. Còn bây giờ Hồng Phúc, Phương Lan và các bố hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình Bố Là Tất Cả tuần sau. Xin chào.